Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái tựa game rất là quen thuộc, Thành Phố Rồng. Yeah, hôm nay HNT có một cái con rồng đó là Kung Fu Dragon. Con này nhìn khá là đẹp và dễ thương. Và thật sự anh nói là anh rất là thích nó luôn. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau xem cái bé Kung Fu này như thế nào nha. Wow. Chúng ta vừa thả chú ấy vào đây là chúng ta được nhận thêm 500 mấy điểm các bạn à. Thú vị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nâng cho cái bé Kung Fu này lên level nha. Hey. Wow, và các bạn xem video thì đừng quên bấm đăng ký kênh HNT Channel nha mọi người. Nhớ bấm subscribe và mở thông báo hình cái chuông kế bên nút đăng ký lên. Wow. Và bây giờ chúng ta đã nâng chú ấy lên level 7 rồi, chú ấy đã vừa biến hình luôn. Một thân hình cực kỳ nóng bỏng. Hình như là chú ấy đang đội một cái chiếc mặt nạ ở trên đầu ấy. Ồ, hai anh ta sẽ cho nó lên là level 15 nè. Wow, phát triển toàn diện. 16 nha. Wow, quá là tuyệt vời. Và mình sẽ đặt cho nó một cái tên. Mạc, ok, đặt tên nó là cái gì ta? Lực mặt 1. Cái mặt nó muốn lật rồi kìa. Ok. Lực mặt 1. Yeah. Là ý nghĩa đó là một cái mặt nó bị lật. Nói chung là đơn giản như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mang cái bé mặt lật 1. Lật mặt 1. Ok. Này nó giống như là chơi một cái trò gọi là cái trò mà đọc chữ á các bạn. Đọc mà đọc đuối người luôn, đọc sai miết. Giống như mặt mộc một một mụn mục, mặt mộc một hai mụn mục. Rồi ok. Anh đọc một hồi anh bị leo lưỡi luôn. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tính ra hai tay cũng có nhiều con đẳng cấp legend quá chứ hả? Level nó là 16 đúng không nào? Level 16 thì chắc có lẽ là chú ấy sẽ phải nằm ở một cái khu vực mà gần gần ở đây chứ hả? Đây, lực mặt Action. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đem chú ấy ra chiến đấu cho các bạn xem. Để ở cái ngưỡng sức mạnh đó là level 16 thì chú ấy có thể làm được cái điều gì? Phim của thằng nào thì phải cho là thằng đó nó hổ báo mới được. Nữ thần Ruby đang solo với sói ca. Cuộc đại chiến đang diễn ra và dường như đó là wow, anh đại sói ca đang rất là trâu. Giữ gìn bình tĩnh luôn, chúng ta sẽ thử tung cái tuyệt chiêu đến từ hoàng tử băng nào. Xuống sát liền. Nhất điểm thành công. Tiếp theo Kales. Chú ấy đang lao ra. Thể hiện à. Chú này rất là thích thể hiện luôn các bạn à. Tung một cái chiêu mà làm cho chúng ta mất một cái lượng máu rất là thốn. Đáp trả lại. Ồ, quá cay đắng. Đại chiến này diễn ra trong phần kịch tính và hấp dẫn. Cay rồi hả? Cho hoàng tử băng ra hốt cái bé này đi chứ thiệt tình đó là nếu như không chúng ta sẽ rất là khó cầm cự qua cái mùa đông năm nay. Mém chết. Lật mặt. Lật luôn cái mặt nào. Thì chiêu của chú ấy là sử dụng bàn chân dẫm thẳng xuống đất. Băng tung chiêu 51.000. Nguy hiểm chết sâu. Chết ngắt luôn. Trời ơi, nguy hiểm chết sâu. Chúng ta đã phải con sâu rồi mà vẫn bị chết. Đấu với cậu khác các bạn à, thiệt tình là cái cậu đó ba con hơi ít chúng ta quýnh là bị đuối người. Và bây giờ tới giây phút anh thể hiện rồi đây. Hãy xem level 16 làm chùm khu này. Một con rồng còn da và xương các bạn ơi, nhìn nó đúng thề mà cái là thảm luôn. Dứt điểm thành công, hiện tại tên bạn đang đưa ra một cái dragon rồng mình dài. Mình lấy đặt tên nó là rồng mình dài chứ hả? Cái mình nó đúng dài luôn. Chắc có lẽ là cái mình này là cái con rồng mà dài nhất cái game Dragon City luôn ấy. Không ngừng lại ở đó, hiện tại đang cố gắng tung chiêu để hạ được cái bé này. Một quả sút.
Oh my god, đá banh thần thánh luôn. 26 các bạn à. Wow, victory. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ phải nhờ tới sự giúp đỡ của những cái con kinh công xem. Để xem có ai có thể ngăn cản được sức mạnh của khỉ ca hay không. Wow, và đây là rồng 4 đầu. Rồng 4 đầu các bạn à. Và rồng 4 đầu là một trong những con dragon rất là hắc não và hổ báo luôn. Khi mà chú ấy được đam rồi đó thì đừng hỏi lý do là tại sao chú ấy mạnh. Đây, mình cứ quan sát hạ con rồng 4 đầu trước tiên nè. Bình tĩnh, giữ gìn bình tĩnh. Đấy rồi, thôi ơi, chúng ta được đam. Sức mạnh của khỉ. Như vậy thì lật mặt của chúng ta du sức các bạn ạ. Dứt điểm. Một khi chiếc mặt nạ bị lật thì các bạn sẽ biết được những cái điều thú vị mà nằm đằng sau tường đúng không nào. Wow, xem là sắp thành đội bé này không có. Anh cứ băng vẫn còn đủ khả năng các bạn à, chú ấy chưa có gọi là băng hà. Victory. Oh la la. Chúng ta nhót được 2 trận. Wow, hai con này nó yêu nhau thành công rồi, la ra được cái con gì đấy, cái con này luôn á hả. Mình tiếp tục like để kiếm legend các bạn à. Tiếp tục like để kiếm legend. Hai em yêu nhau tiếp đi. 77. Trời ơi, không ra. Ra 77 thì chúng ta mới được một em. Ở đây có lịch sử like mới. Làm sao để like ra em này. Con này anh có rồi, con này là con gì vậy ta. Con này anh chưa có. Thôi vậy, chưa có thì thôi chứ biết sao bây giờ. Đây, con bé này yêu nhau ra cái gì đây. Cái trứng hết rồi, hết chỗ áp trứng rồi. Thôi chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái khu vực khác nha. À, hiện tại đang có cái advent nha mọi người. Wow, cái advent này hình như là cái tháp nè. Ở đây là một cái tháp và chúng ta sẽ có một cái tiến trình gọi là leo tháp. Wow, hai người ta được 700 điểm luôn á. Mới đây thôi. 1, 2, 3, nhận hàng. Quá tuyệt vời. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm được cái gì đây? Lê lết lên. Một bước. 700 mấy điểm này cũng gọi là hơi bị ít. Chắc có lẽ là HNT sẽ leo tới bậc thứ 5, bậc thứ 6 thì đấy là sẽ hết. Hết lết nổi. Từ thông thả, không có gì phải vội vàng cả. 1, 2. Và Elvan này hình như là có một cái con đẳng cấp legend mới luôn. Mới và hình như là hai tay chưa sở hữu luôn á. Chắc chắn với các bạn luôn. Ủa, con này đẳng cấp E chứ không phải đẳng cấp legend. Wow, nhìn ngầu và đẹp hết. Chúng ta tranh thủ lấy con cấp C này nha. Là lấy được rồi. Rồi chúng ta không cần phải quan tâm nhiều trên kia, chúng ta quan tâm ở dưới đây là được rồi. Đó. Còn được 500 điểm. Lên luôn. À nhớ là cái mảnh C nó nằm chỗ này nè. Chúng ta qua đây chúng ta lấy cái mảnh C nha các bạn. Wow, đủ 1 điểm luôn. Anh chỉ cần bước một cái một. Và đây. Chú ấy chui vào cái bộ mai rùa băng của chú ấy để trốn. Muốn trốn à. 2, 1, 2 luôn. Rồi. Tiếp tục. Một bước. Wow. Oh my god, gần lên trên nữa rồi.
Anh Tây sẽ cố gắng rồi là leo lên hết sức có thể. Wow. Lên luôn. Bước 3 cái nữa là chúng ta hết sức đi. Đi hết sức. Wow. Cái gì đây? Chúng ta vẫn còn được điểm à. Lên luôn các bạn à. Lên nóc nhà luôn và tới đây là hết tiền. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Chúng ta lết lên được 11 bước. Thú vị. Sau một cái hồi gây cấn, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi solo với những thành viên kênh cho vui nha. Wow, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quậy với những thành viên. Đây là những anh bạn đã kết bạn qua Facebook của HNT. Những thành viên rất là quen thuộc, đáng yêu và dễ thương. Nam Lê à. Ok, trận này chúng ta sẽ đấu với bạn Nam Lê level 68 nha các bạn. Đây, anh ta sẽ cùng thi triển với cái khả năng vô cùng là bá đạo của mình. Cùng với các em đâu rồi, đẳng cấp Legend à. Rất là VIP luôn. Chú ấy trốn đâu rồi? Lật mặt một action. Xem HNT và cậu Nam Lê này ai sẽ là người giành chiến thắng trong cái khu vực. Sao cậu ấy có 2 sao luôn vậy? VIP vậy? Level 40 luôn à? Trời luôn. Đẳng cấp Legend nhưng mà lượng máu và sát thương đó là của Heroic đấy các bạn, là 61.000 đồng. Nó mạnh hơn cả anh nhiều luôn ấy. Ui dồi ôi, không thể giỡn được. Kinh công lao ra, dùng hai lần bàn chân của mình dập thẳng xuống đất và 52.000 máu vừa được ra đi. Gắt. Oh my god. Sao cầm cự nổi với cái bé gọi là level 40, chú ấy mạnh tới mức mà anh không thể nào kiểm soát được cái sức mạnh của chú ấy. Thử xem. 9.700 thôi. Thôi rồi, ta đã xa nhau kể từ đêm pháo đỏ rồi hồng. Xuống luôn. Phải nói rằng cậu này rất là mạnh và hộ báo các bạn ạ. Không thể nào đánh lại cậu ấy luôn. Cao thủ. Khâm phục, khâm phục. Bây giờ chúng ta đi chiến đấu với những trong cái ngôi nhà arena vậy. Chứ bên cái khu vực kia chúng ta thiệt tình là quýnh không lợi. Đây là thần tài của mình. Rồi, lão già, quả bánh thép và... Rồi. Action. Trận này chắc chúng ta có thể vượt qua được. Theo HNT đoán là vậy. Như chúng ta đang trông thấy thì anh bạn này level 31 và chúng ta level là 33. Sự khác biệt lớn nhất ở đây đó chính là chúng ta 4 sao vàng, trong khi anh bạn thì chưa có sao nào. Quả bánh thép. Quá đỉnh luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng Superman hay là siêu nhân cao vậy. Thôi anh được đam cơ. 37 luôn các bạn ơi. Cái này gắt nè. Gọi là cái con rồng bánh đa của anh đó là nó máu nó còn có chút xíu rồi nó ra nó sẽ bị tắc thở. Gắt vậy. Ơi. Con này nó mạnh kinh khủng ấy. Trời luôn. Gồng lên nào ông già. Ông già gồng căng cơ luôn các bạn. Trời, tôi giọt máu. Cuối cùng vậy, tình yêu nhỏ bé thả thính. Quá nguy hiểm. Hai con dragon mạnh nhất team của HNT vừa đã hy sinh vì tổ quốc. Oh my god. Con gọi là quả banh thép hay là quả banh tròn của chúng ta đã còn sống sau một hồi chiến đấu gian nan vất vả.
lần thì rất là ghê gớm rồi. Chúng ta vượt qua nổi cái cửa này không nhỉ? Chắc không quá. 37 nhanh, đẳng cấp Legend level 37 chơi luôn các bạn ơi, không nên để tốn game, chúng ta phải chơi nhiệt tình vào. Wow, Brucey chuẩn xác để xem sức mạnh của thần Long Kaka. Wow, quýnh là mất mặt quá. Cái tình huống này thì chắc có lẽ là thắng rồi, chắc thở rồi. 24.000 luôn, biết gì xài cái chiêu này từ đầu. Chúng ta xài cái chiêu này từ đầu là con này nó mệt với anh rồi. Rồi bây giờ chúng ta lại gặp một cái anh bạn gọi là Super Dragon Rapper. Cái gì vậy? Cái này nó khiêu anh một cái màu à. Như là cái ngày hôm nay khá là cái ngày may mắn luôn á, ra trận nào là chết trận đó. Rồi để trận này thử xem cái độ may mắn của ngày hôm nay đó, nhưng mà nó quá nhỏ là có gì khác mà định luôn á. Nhanh wow action, và các bạn đừng quên subscribe cho HNT channel nha. Nhớ mở thông báo hình cái chuông, cái bên nút đăng ký lên để khi anh ra video hoặc livestream các bạn sẽ được nhận thông báo và chơi banh cho vui. Đừng quên like và chia sẻ video ủng hộ anh với. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đấu với các anh bạn Chim Mưng KK. Đầu tiên là mình phải dồn hàng tấn sát thương lên cái chú ấy, gọi là phải phủ đầu trước, không để cho chú ấy có cơ hội ngui lên mà. Nó dập anh một cái muốn hết cây máu luôn á. 8.000, 24 và dường như đang là khá là gắt luôn. Cái con này nó mạnh quá rồi, ôi trời ơi nó mạnh quá các bạn à. Toàn là những nhân vật đại cao thủ không. Oh my god, ba con tay mình quấn chết được một con tay bạn. Turo Ngu Ma Vương, ông Mít Anh Việt Nam à. Ở thật đắng lòng thanh niên. Để đi thu hoạch vàng xíu nha. Hiện tại đó là đang có kẹt vanh và chúng ta cần phải có một lượng vàng kha khá để có thể mua thức ăn các bạn. Không có thức ăn đó là sẽ không có nâng ra rộng mạnh lên được. Có rồng mới đẳng cấp E luôn. Wow, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.